Rất vui được gặp lại tất cả quý vị và các bạn trên kênh của mình. Kính chúc tất cả ngày mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Xin cảm ơn. Trước tiên cho phép Giang xin được gọi tất cả là bạn nha, để nó gần gũi và dễ trao đổi hơn. Trước tiên cho phép Giang xin được giới thiệu về mình. Giang tên là Nguyễn Hoàng Giang, hiện tại sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Giang chuyên về lĩnh vực kinh doanh mua bán thì cũng rất là lâu rồi, khoảng 20 năm rồi các bạn. Và Giang hiện tại đang là chuyên tư vấn hướng nghiệp việc làm về lĩnh vực kinh doanh mua bán. Thí dụ như ai muốn mua hàng quá ở đâu, muốn kinh doanh mua bán gì và không biết cái chỗ lấy hàng quá như thế nào để về kinh doanh mua bán để có giá trực tiếp, có lợi nhuận nhiều, thì ở dưới phần video này có cái phần là bình luận á. Quý cô chú anh chị và các bạn có nhu cầu muốn tìm hiểu về lấy hàng hóa và dép bóp trên lịch Zalo, giỏ sách, gấu bông, tất cả các sản phẩm kinh doanh mua bán luôn, thì Giang trong cái thời gian mình đã làm và đã biết được những kho, những nhà sản xuất, những cái chỗ phân phối giá rẻ nhất, thì Giang sẽ tư vấn trao đổi chỉ chỗ cho các bạn lấy để về mình kinh doanh có lợi nhuận nhiều hơn khi mình lấy trực tiếp tại kho, tại xưởng nha các bạn. Và tại cái video này thì Giang chia sẻ các anh chị, các cô chú và các bạn có nhu cầu tìm hiểu về những vấn đề lĩnh vực kinh doanh mua bán, hoặc là có những câu hỏi nào muốn trao đổi thắc mắc thì có thể đặt ở dưới phần bình luận này, thì Giang sẽ xem và trả lời, góp ý kiến thêm để cho các bạn khi mà làm có những thành công và kết quả cao hơn. Xin cảm ơn. Và sau video này thì Giang sẽ giới thiệu cho các bạn số điện thoại, địa chỉ của kho hàng phân phối và nhập khẩu, một trong những kho hàng lớn nhất tại thành phố Hồ Chí Minh, chuyên phân phối về mảng gia dụng, giày dép, đồ chơi trẻ em và hàng đồng giá 2K, 5K, 10K, 20K và trên dưới 39K, hầu như là hàng gì cũng có và giá cao thấp gì cũng có hết. Quý anh chị quan tâm thì một chút xíu Giang sẽ để lại số điện thoại. Quý cô chú anh chị thật là các bạn nào muốn kinh doanh mua bán thì có thể liên hệ và nhập về để kinh doanh mua bán. Và chỗ này là giá rẻ, một trong những nơi giá rẻ nhất Sài Gòn nha các bạn, và là nơi trực tiếp luôn từ nhà sản xuất và tổng kho phân phối là lớn nhất là cấp 1, cho nên chúng ta các bạn tâm nhập về phân phối sẽ có lợi nhuận rất là nhiều. Rồi các anh chị, các bạn đang xem trên cái file video này, đó là những sản phẩm hàng hóa như là gấu bông, to nhỏ gì cũng có, giá nào cũng có hết, và đồ chơi cho em bán ra 10.000, 20.000, 39.000 và trên dưới 39.000, giá nào cũng có hết. Thì các anh chị đang xem trên video này, Giang có hiển thị hình ảnh để cho các bạn xem tham khảo những hình ảnh mình muốn kinh doanh là gì. Và kế tiếp đó là những sản phẩm hàng gia dụng, như ví dụ như là nhôm, nhựa, inox, thủy tinh, hàng tiêu dùng, hàng gia dụng, bách hóa phẩm, văn phòng phẩm, nói chung là hàng gia dụng rất là nhiều sản phẩm. Thì một số hình ảnh Giang để trên cái video này minh họa cho các bạn thấy, thì mình hiểu sơ sơ về những sản phẩm mình muốn kinh doanh là gì, để khi có nhu cầu thì có thể liên hệ số điện thoại mà Giang để trên cái màn hình video này để nhập hàng về kinh doanh mua bán. Ngoài ra các anh chị có những thắc mắc nào, những vấn đề gì về kinh doanh mua bán mà không biết thì có thể tự tin nè, mình để lại những bình luận góp ý dưới cái file video này để Giang đóng góp cũng như là chia sẻ những vấn đề mình biết lại cho anh chị, để cho anh chị có được một chút xíu mình sự hiểu biết rõ hơn được cái việc của mình làm, và khi mình làm thì hạn chế rủi ro và nâng cao cái khả năng thành công và đạt kết quả cao nhiều hơn. Và video đến đây thì thời lượng cũng sắp hết rồi. Nếu anh chị thấy chia sẻ của Giang hữu ích thì nhớ bình luận góp ý hoặc là chia sẻ video này ra cho nhiều người cùng biết. Đặc biệt là nhớ tặng cho Giang một lượt thích và một lượt đăng ký nha các bạn, để đón xem những video hay nhất, mới nhất của Giang thông báo đến tất cả các bạn. Và một vấn đề em xíu nữa quên, đó là Giang sẽ giới thiệu cho các bạn số điện thoại của những cái kho hàng, những nhà sản xuất gấu bông, đồ chơi trẻ em, hàng gia dụng 2.000, 5.000, 10.000, 20.000 và trên dưới 39.000. Các bạn có thể liên hệ số điện thoại và Zalo 0907 368 309.
giao hàng toàn quốc, tổng kho nhập khẩu và phân phối hàng hóa này và những nhà sản xuất này để giao hàng toàn quốc cho mình. Nếu như mình đáp ứng được điều kiện thanh toán tiền, nếu như mình đáp ứng điều kiện thanh toán tiền, nội dung chi tiết thì các bạn liên hệ số điện thoại Giang vừa nói nha, và cũng có hiển thị trên màn hình luôn để mình xem lại. Số điện thoại là 0907 368 309. Rồi quý cô chú và các bạn đi yêu thích và thấy chia sẻ với Giang lần này là hữu ích thì nhớ dành tặng cho Giang một lượt thích nha, một lượt bình luận góp ý, và nhớ đăng ký ủng hộ kênh luôn để khi Giang ra những video mới thì sẽ thông báo đến các bạn để các bạn cùng xem. Và nếu các bạn có thời gian thì hãy đón xem video mới nhất hay nhất của Giang đang hiển thị trên màn hình video này. Nếu các bạn có thời gian thì nhấp vô xem nha. Và ngoài ra các cô chú anh bạn, các cô chú và các bạn có nhu cầu giao lưu trao đổi với Giang về những vấn đề quan tâm trong lĩnh vực kinh doanh bán thì có thể bấm vô kênh YouTube của Giang là Giang Doraemon thành phố Hồ Chí Minh, và có phần giới thiệu trong đó có số điện thoại của Giang và có cái đường dẫn là Zalo, Facebook. Các cô chú anh chị và các bạn có nhu cầu cứ bấm khi đó là sẽ qua Zalo của Giang, hoặc là dưới phần miêu tả của video này có đường dẫn qua Facebook và Zalo của Giang. Muốn nhanh nhất mình có thể bấm khi đó là sẽ qua Zalo và Facebook của Giang, hoặc là cuối video này cũng có một cái ảnh là mã code QR Zalo của Giang. Các bạn chụp màn hình và qua Zalo mở lên quét mã QR thì sẽ vô Zalo của Giang rất là nhanh. Và đến đây Giang xin chào và mến gặp đến đây Giang xin chào và hẹn gặp lại lần sau. Mến chào và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn, chào, cảm ơn các bạn nhiều. Cảm ơn.